giờ thì đến phần quan trọng của chúng ta. Trước tiên là chúng ta sẽ rút bao lì xì. Chúng ta sẽ rút bao lì xì và sau đó thì các bạn đừng bóc ra vội nhá. Không bóc ra vội. Và sau đó thì chúng ta sẽ cầm bao lì xì để chúng ta chụp ảnh tập thể tháng 2. Sau khi chụp ảnh xong thì mời các bạn rút bao lì xì của mình. Ở trong 3 bao lì xì thì chúng tôi có để ra 3 câu... 3... 4... xin lỗi. 4 câu hỏi. 4 câu hỏi. Và người nào bốc phải cái bao lì xì đấy sẽ thực hiện đúng cái câu hỏi đấy của chúng tôi. Các bạn đồng ý không ạ? Xin mời tất cả các anh chị, xin mời những đôi tay vàng của nhóm. Những người có cái đôi tay vàng xin mời nhặt bao lì xì và trả lời câu hỏi của mình ạ. Ai nhanh tay nhanh bằng tay em đấy ạ. Nhớ là rút bao lì xì các bạn, chưa được mở ra vội đâu nhá. Chụp ảnh nhóm xong các bạn mới được phép mở bao lì xì. Cho em xin mời khoảng 4 đến 50 đôi tay vàng của ta giơ tay hết giơ hết lên để mở cho chị bốc tờ bao lì xì của nhóm ạ. Những đôi tay vàng đâu ạ? Giơ lên cho em xem cái nào. Dạ vâng, mời luôn cả các bạn lên sân khấu để chúng ta chụp ảnh nhóm tháng 2. Ai bốc được bao lì xì cầm nguyên của mình ở đấy để lên chụp ảnh nhóm. Rồi, chúng ta sẽ bốc sau. Những ai có con số may mắn sẽ lên trả lời câu hỏi của ban tổ chức ạ. Xin mời những đôi tay vàng của nhóm ạ. Cầm tay nhau bước trong. Cho em hỏi là mọi người những cái đôi tay của mình đã giơ hết lên chưa? Những ai có bao lì xì giơ hết lên chưa? Hello. Em mới nhìn thấy ở bên tay trái và bên tay phải mình chưa ai thấy, chưa ai giơ lên cả. Vâng, xin mời cả nhà chúng ta nhận đi xì ạ. Và các thành viên nhà chúng ta không được bóc ra. Những cái đôi tay vàng của mình đâu, cầm lấy bao lì xì và giơ lên ạ. Ai có bao lì xì rồi? Vâng, ai có bao lì xì rồi giơ lên sân khấu ạ. Vâng, để mời tất cả các thành viên ai có bao lì xì mời tất cả các bạn và các chị lên sân khấu ạ. Chị nào cầm bao lì xì nhớ để phần với em chưa được bốc. Cho em hỏi tất cả những cái đôi tay của mình, những đôi tay vàng của mình đã bốc được những cái bao lì xì. Vâng, đề nghị anh chị nào và các bạn nào có bao lì xì trên tay, tất cả nhà chúng ta lên chụp ảnh chụp một kiểu ảnh. Những anh chị ở bên dưới đã bốc được bao lì xì của mình chưa? Và những cái người chưa có bao lì xì đã nhanh tay trả lời mình một cái bao lì xì với cái con số may mắn và những cái câu hỏi may mắn của ban tổ chức đưa ra chưa? Yêu cầu chị Oanh chưa bao lì xì với bên tay phải, chỗ khu chị làm thủ tục chưa có. Mời tất cả các chị mà chúng ta đã nhận được bao lì xì, mời các anh chị và tất cả các bạn đã có bao lì xì chúng ta lên sân khấu để chụp một kiểu ảnh kỷ niệm ạ. Những bàn tay vàng và những cái bao lì xì màu đỏ, mọi người hãy giơ lên ạ. Cho hỏi tất cả mọi người ở trong nhóm, những ai chưa có bao lì xì, chúng ta giơ tay lên ạ. Trang ơi, Thúy ơi. Cho hỏi những anh chị có bao lì xì ở trong nhóm giơ hết lên cho em xem cái nào. Giơ lên. Chị chú mày. Có ai chưa có bao lì xì không ạ? Có ai chưa có không? Lâm Nguyên ơi, anh Khánh vào đi. Em ơi, vào đi. À, mọi người nên nhớ là trước khi chụp ảnh nhóm xong thì bóc bao lì xì của mình ra. Sẽ có bao 3 cái lì xì, 4 cái lì xì. Trả lời câu hỏi của ban tổ chức ạ. Những ai may mắn có được những cái lì xì đầu năm như vậy là rất là may mắn ạ. Cho em hỏi cái anh Hòa nhỉ, photobay ở dưới nhóm đã có chuẩn bị cái khuôn máy ảnh đẹp nhất chưa? Để em chuẩn bị nào. 1, 2, 3, yeah!
Cho em hô lại cái này để cả nhà giơ tay lên cho đẹp nhá. Ai có bao lì xì giơ tay lên. Để em hô nhá. 1, 2, 3. Cho em hỏi anh photobay ở bên dưới có bức ảnh đẹp chưa? Rồi ok. Chưa bóc pha từ từ. Bắt đầu nhá, mọi người về chỗ giùm em đi đã. Mọi người ơi, phát từ từ bóc. Nó có một điều bắt đặc biệt, phát từng bóc. Mọi người về chỗ ngồi hộ em cái. Về chỗ ngồi. Xin mời cả nhà ổn định tại chỗ ngồi ạ. Về chỗ ngồi. Dạ vâng. Ồ, tôi nhìn thấy chị Dương Hiền đã bóc bao lì xì đây nhá. Rồi, từ từ nhá. Người đầu tiên, giữ lại sân khấu, đúng rồi. Những ai có bao lì xì trị giá 150, mời bạn lên sân khấu giúp tôi. Rồi, mọi người bóc qua đây. Những ai bóc bao lì xì may mắn 150.000 lên sân khấu cho tôi. Bóc đi. Ai mà nhận được bao lì xì 150 lên sân khấu. Tông bắt đầu. Hai người rồi. Lên. Những ai còn một người nữa. Ai có bao lì xì 150.000 lên sân khấu cho tôi. Ai nhỉ? Còn một người nữa. Ai đây? Bà Linh nhóc thắng ai? Được ai đây? Ai được? 150.000 em được bao nhiêu? Phan, im. Ông Tùng 100, cái này chỉ đủ. Im, đứng đây. Rồi, ok, đủ rồi. Im, được rồi, đây, chính xác. Những người may mắn nhất trong năm không có gì, bạn cứ bình tĩnh, được chưa ạ? Mọi người tập trung vào sân khấu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ gặp người bốc được cao nhất. Bạn hãy đọc câu hỏi trong bao lì xì của bạn. Bạn hãy ôm người đứng cạnh bạn thật chặt. Chặt đến mức có thể ặc ặc. Để đến chúng ta cảm thấy mốc. Được chưa ạ? À? Vâng, bởi vì người đối diện em là người gần nhất. Để tôi đọc lại câu hỏi của anh Tùng là: bạn hãy ôm người đứng cạnh bạn thật chặt. Chặt đến mức có thể ặc ặc. Chúng ta cảm thấy ấm áp trong năm mới. Anh Tùng đã thực hiện rồi. Bây giờ xin mời anh Hưng ạ. Anh chia sẻ câu hỏi của anh. Bạn hãy nói thật lòng rằng hiện tại bạn đang nhớ ai khi mùa xuân về. Hãy nói thật lòng vậy. Trả lời đi. Lời đầu tiên Quang Hưng xin gửi tới anh chị em và các bạn trong nhóm một lời chúc an bình. Và hôm nay ngày đầu năm mới Quang Hưng bốc được lì xì. Cũng cảm ơn. Nhanh đi, kéo dài thời gian quá. Nặng trình bày. Dạ, nhớ rất nhiều người. Quang Hưng nhớ tất cả anh chị em ở trong nhóm. Một người thôi. Thật mà. Nhớ nhớ nhất một người mà người ấy không ở đây. Nhớ một người không nhớ tôi. Thành người xem xí, xem hỏi xí. Người đấy có trong nhóm không? Có.
có ở trong nhóm mà là nhóm khác. Thôi cho qua, được rồi, qua, qua. Tới người khác. Qua, qua, qua. Này, này, đây, đang nói mà. Đang nói. Hiện tại tôi nhớ những người không có mặt ở đây. Dạ vâng, chị là người phụ nữ duy nhất đầu tiên nên em cho chú cuối cùng. Từ từ. Vâng, xin mời bạn trai tiếp theo. Cho chị cuối cùng. Đến lượt em đúng không? Đúng rồi, mời em. Em rửa nhá. Em rửa nhá. Chị chạm mic cho em đi. Đưa mic cho em đi. Hôm nay em may mắn cực ý. Nếu mà em mà đọc cái câu hỏi này lên thì có khi là mọi người phải gọi ngay 145 cho em. Bởi vì cái câu hỏi này nó là thế này. Bạn hãy mời mọi người 3 chén rượu và chúc mừng năm mới. Câu hỏi này phải thuộc về anh mới đúng. Anh em mình đứng lộn. Mình gấp nhầm thôi, nhưng gấp nhầm hơn bỏ sót em ơi. Gấp nhầm thôi. Chứng tỏ là dự là một năm mới em vẫn FA. Rồi ạ, chị tưởng em bốc phải câu hỏi kia. Nhưng mà bây giờ thì em hãy mời mình không FA, bắt mình ôm một cô gần gái gần nhất. Ba chén rượu thì được rồi, chúng ta sẽ thực hiện cuối cùng. Bởi vì cái câu hỏi của bạn ý là như này. Bạn hãy mời mọi người 3 chén rượu và chúc mừng năm mới. Chúng ta sẽ thực hiện sau. Tôi vẫn chờ đây, tôi tưởng là sẽ có câu hát à, câu sẽ có câu câu nói chung là ông người bên cạnh, cho nên là tôi cứ chờ mãi câu này. Tôi phải chờ cho nên là tôi đứng chứ không tôi về rồi. Tôi về. Một, hai, ba, dô. Vâng. Hai, ba, dô. Mời cả nhà cổ vũ ạ. Uống. Vâng ạ, mời cả nhà cổ vũ ạ. Còn một câu hỏi nữa chưa mở. Còn một câu hỏi nữa chưa mở mà. Một cái ly xì, ok. Dạ vâng, cảm ơn. Giờ thì xin mời chị Dương Hiền sẽ mở và đọc câu hỏi của mình. Ồ, tôi cứ chờ mãi một điều đó. Kệ chị cười đi. Câu hỏi này hơi bị hóc đấy. Đấy mà, trời ơi. Tôi đọc hộ cho. Tôi đã bảo rồi, anh đọc hộ cho. Đây là câu hỏi Dương Hiền. Đây là câu hỏi Dương Hiền. Mời Dương Hiền hãy hôn một người mà bạn cho là người may mắn của bạn. Có khi hôn ông Kỳ cho nhanh. Ông Kỳ lên đây. Bạn hãy hôn một người mà bạn cho là người may mắn của bạn. Mời ông Vương Quý Quỳ đến đây để em hôn lại lấy may. Em xin mời tất cả các anh thôi ạ, lên sân khấu để chị Dương Hiền có thể hôn ai đã quyền của chị ạ.